Trước khi vào thăm cái bản làng của người Tày phía bên trong kia thì mình mới tới đầu làng thì gặp một cái chợ phiên. Đây là chợ phiên của người Tày các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy các bà mà mặc áo màu xanh, mặc váy màu đen đấy. Đó là người Tày ấy. Ở đây người đứng đứng tuổi tí người ta toàn mặc như thế thôi các bạn ạ. Đây là những cái đặc sản ở trên vùng biển đây các bạn ạ. Cái này là cái vịt bầu đầu xanh Lâm Thượng phải không chị? Đặc sản đấy nhờ. Bao nhiêu bán con à hay bán cân là gì? Vịt này ngon lắm. Ok, chúng ta xuống đây để xem một cái món đặc sản của người Tày này các bạn ạ. Vừa nãy mình vừa chào các bà nhá. Các bà hỏi thăm một tí. Đây các bạn ạ, mình lúc nãy mình cũng vừa hỏi thăm bà một chút là cái món này mình nhìn thấy rất là lạ. Thì bà giới thiệu là cái món măng khô. Măng khô mà măng héo. Vâng. Măng héo. Tức là cái măng này thì không phải là măng khô ở đồi mình mang về luộc đâu, mà là phải làm măng chua đúng không? Làm măng chua xong bắt đầu mới vắt, mới xé nó ra, xé nhỏ nó ra như này, xong bắt đầu mới phơi. Nạo ra. À mới nạo ra. Xong là mới ngâm cho nó chua. À. Chua xong mới phơi. Nhiều công đoạn thế nhỉ. Cái món này là nấu với cái gì ngon hả bà? Vâng. Lòng gà, lòng vịt. Lòng gà, lòng vịt. Thịt, trứng. Vâng, cái món này đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái món này của người Tày ấy nhỉ. Đặc sản đấy nhỉ. Vâng. Còn cái này là cái đũa này. Đũa này bằng cây gì đấy bà? Cây móc đấy. À. Cây móc à? Chưa nhìn thấy cái đũa này bao giờ luôn. Trông đen thế này thôi nhưng mà cái móc đấy. Cái này chắc lắm ấy. Cây này chắc lắm à? Bao nhiêu tiền một bó này ạ? 20.000 cái này đấy. 20.000 một bó này à? Một mâm 20.000. Nhìn nó rất là đẹp nhỉ. Cháu mở gần đây cháu làm hai bó về cho bà. Ủng hộ bà nhưng mà nhà cháu xa quá. Vâng. Kỷ niệm. Không tí nữa nhá. Cháu đi quay một tí đã, xong là tí nữa cháu quay lại có khi cháu mua đồ đũa cho bà. Dạ. Vâng. Vâng vâng, cháu cảm ơn nhá. Tôi đi ra đây đã. Xuống dưới bên này xem có những cái đặc sản gì nữa nào. Chào bà nhé. Đấy, người Tày đấy. Đây bà, cô bán thuốc à? Đây là thuốc nam của người Tày đấy đúng không? Vâng. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Tôi đi xuống đây một chút. Bên này hình như là toàn bán các cái nông sản ấy. Nhiều lắm các bạn ạ. Đây là lạc tươi này, cam quýt này. À bên này có một cái quả mà khá là đặc trưng của người Tày, đó là cái quả chám ấy các bạn. Quả này vào vùa thu ấy, mang về kho, chào em nhé, kho thịt ngon lắm. Cái này phải mang về kho thịt có cá không em? Kho thịt có cá ngon lắm phải không? Anh cảm ơn nhé. Đi ra đây. Ở bên dưới này thì cũng bán quần áo với lại các cái đồ nông sản. Đấy, chợ chỉ vỏn vẹn một chút này thôi. Bên này bà cụ đang bán cái gì đấy? À, hạt dổi. Bà, có cái đặc sản người Tày hay thế bà. Con hỏi thăm tí. Đây là hạt dổi à? Hạt dổi á. Hạt dổi đặc sản của Lục Yên này đấy đúng không? Thơm mà. Thơm lừng không? Thơm lắm. Ui thơm thế bà. Thơm nhỉ. Cái này bỏ tiết canh thì tốt. Lấy đi. Bao tiền một hạt đấy ạ? Cái này á? Vâng. 1.000 một hạt. 1.000 một hạt à? Vâng. Cho cháu cái này khâm kia à? Cháu lấy đi, đây có hai túi. Bao túi, bao tiền túi nhỉ? Cái này á? Vâng. 15.000 một túi. 15.000 một túi. Cho cháu ít hạt dổi đi. Lấy bao nhiêu? 1.000 một hạt à? 20 hạt đi. Vâng. Còn cái này là cái gì bà? Cái này là tương. Mật ong à? À tương à? Họ lấy hết rồi, tương. Tương này tương của người Tày à? Người Tày làm đó. Ờ. Lấy về thêm thử thêm nào. Cái này chai bé, cái này chai to này. Yeah.
nhiều cái đặc sản. Cháu lấy cái hạt dổi này thôi. À, bên này thì chú có bán có những cái món của bản sắc dân tộc đây này. À, cái này là cái dễ xẹt để các cụ ăn. À, dễ chay à? Dễ chay nhỉ? Cái này để ăn trầu đấy đúng không chú? Trầu đấy. Vâng. Nhiều cái món đồ cũng lạ mà lâu lắm mình cũng không thấy những cái món này, món đồ này rồi. Vâng ạ, 20 hạt bạn. Rồi, mình mua một chút đồ rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào trong sâu trong bản để khám phá nhé các bạn nhé. Đây, bước vào cái khu vực cửa ngõ của xã Lâm Thượng để mình khám phá một cái bản làng ở trong xã này thì có một cái cổng chào khá là đẹp mà có ghi là xã văn hóa nông thôn mới. Đó, còn bên dưới thì vẫn là đường đất các bạn nhé. Đường đất chưa rải asphalt, chưa rải nhựa, chưa rải. Không biết là ngày xưa có rải bê tông không thì không biết, nhưng mà bây giờ đi giống như kiểu đường nhựa thôi. À, đường đất thôi các bạn ạ. Hình như là chưa rải bê tông. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong sâu ở trong bản, trong xã trong này nhé. Ở đây thì thường thường rất là nhiều núi đá, không có đồi mấy đâu, toàn núi thôi, núi đá thẳng đứng luôn. Những cái tầng mây nó lơ lửng, mây mù lơ lửng ở trên những cái đỉnh núi, nhìn rất là đẹp kìa. Đó. Ôi, tắt máy đi tiếp thôi, sốc quá. À, vào đây lại có bê tông rồi đây này. Chắc là đoạn vừa rồi là đoạn hỏng đó các bạn ạ. Đây, hiện tại thì mình đã đến khu đầu bản rồi các bạn ạ. Và trước khi vào trong bản thì phải đi qua một cái chiếc cầu bằng bê tông và qua một con suối phải nói là rất là hiền hòa và đẹp, nước trong xanh các bạn ạ. Còn bên đằng này là trên đằng này lúc nãy là cái đường bê tông mình đi vào đấy nhá. Đấy, bên này là những cái dặng núi đá rất là cao. Trên đỉnh là mờ sương rất là đẹp. À, mờ mây, mây mù ấy. Đây, suối Thanh Bình nhìn đẹp chưa? Những cái cây kia nó tràn ra suối kìa. Cái cảnh này đẹp tuyệt vời đấy. Còn bản làng thì đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiến vào trong này. Thật sự là mình cũng đi nhiều nơi rồi. Bản làng người Tày cũng khá là nhiều. Ở cái vùng Yên Bái này thì người Tày là cũng khá là nhiều. Nhưng mà thật sự để mà có một cái bản làng mà nó đẹp và nó đông nhà sàn như thế này thì mình cũng thấy nó hiếm. Thế là hôm nay mình vào quay cho tất cả các bạn cũng biết. Đấy, cảnh làng quê người Tày này. Đẹp chưa? Toàn những cái mái nhà sàn. Nhà sàn lợp bằng mái cọ các bạn nhé. Đặc điểm của nhà sàn người Tày ở cái khu vực này là như vậy. Kể cả người Dao, người Cao Lan cũng vậy. Tại vì cái khu vực này là người ta trồng được nhiều cọ. Các bạn nhìn đằng sau những cái nhà người ta ở là đấy là cái rừng cọ đấy. Rừng cọ rất là nhiều luôn. Từ lúc mình sinh ra thì mình đã thấy nhà sàn người Tày người ta lập cọ rồi. Chẳng qua mới gần đây ấy thì do cái hiện đại hơn một chút thì người ta có lợp bằng mái tôn. Cái kia ví dụ như những nhà đỏ đỏ kia là mái tôn, nhưng mà mái tôn thì nó không được mát như mái cọ đâu. Mái cọ nó mát nhưng mà nhược điểm của nó lại rất là sợ chập cháy điện, hỏa hoạn thì rất là khó tránh được các bạn ạ. Nhưng mà về cái độ đẹp và cái độ thoáng mát của cái mái cọ thì vẫn là trên hết, mát ạ. Nhất là cái cảm giác ngủ trưa, và buổi trưa mát lịm luôn. Wow, chỗ này nhìn hay thế. Cánh đồng người ta vừa gặt bây giờ mới trồng ngô đông các bạn ạ.
Đấy, bây giờ chúng ta sẽ một chút nữa thì chúng ta sẽ lên phía bên trên một cái nhà sàn nào đó để khám phá ngôi nhà sàn người Tày. Ô, bên kia có một nhà người ta đang dỡ ra để làm cái gì kia kìa. Tí nữa chúng ta sẽ rẽ sang bên đấy. Đây, xin giới thiệu với các bạn là lúc nãy là mình vừa mới quay dưới cánh đồng để gặp một chị gái đang cắt cỏ ở đây, thì mình cũng làm quen và cũng xin phép được lên đây quay một cái nhà sàn của người Tày. Cái nhà sàn của người Tày đợt này mình quay cho các bạn xem đó là cái nhà sàn bằng gỗ các bạn nhé. Đấy, nhìn các bạn nhìn biết rồi đấy, mình quay chỉ trên cao các bạn, cái nhà nào cũng giống như gần na ná giống nhau một cái form cả. Đây cái nhà này, bây giờ mình đi khám phá là khám phá cái nhà này. Một cái nhà gỗ cũng khá là đẹp, nhìn lúc nãy mình cũng lên tận sân rồi. Giờ mình đi từ dưới này lên quay cho các bạn xem. Kiến thiết của cái nhà này thì bên này thì anh chị có làm cái máy xay sát. Hình như nhà chăn nuôi khá là nhiều. Đây, lên cổng đường thì có một cái vườn rau ở ngay trước sân. Đây, nhìn từ bên ngoài mặt tiền vào cái nhà sàn người Tày thì trên cũng lợp mái cọ theo đúng cái nhà truyền thống nhé. Cái nhà này là đúng cái form nhà truyền thống của người Tày rồi, không có gì thay đổi cả đâu. Đấy, bên này là một cái sân khá là rộng, dưới bãi thì cũng được láng xi măng rất là sạch sẽ thoáng mát để xe cộ này, đồ đạc này, rồi là thóc lúa để bên dưới kia các bạn ạ. Ở đây thì an ninh thì khá là yên tâm, nên là cái vấn đề mà về cái kho bãi thì không phải nghĩ. Đó. Còn sâu ở bên trong kia thì anh chị như có xây cái một cái kho ở đằng trong kìa. Tức là cái này là hai tầng nhá, tí lên tầng trên thì các bạn sẽ biết. Tức là nó là cái bếp ấy, bán mái bán ra đằng sau ấy. Đó. Rồi, lia máy sang bên này thì có anh chắc là cũng thích chơi nuôi cá. Có nuôi cái cá bỗng đấy các bạn. Đây, nó rút vào trong này hết rồi. Cá bỗng này là một trong những loại cá rất là đặc sản ở Lục Yên, ở khu vực này các bạn ạ. Nên là anh cũng nuôi khá nhiều. Anh đi làm chưa về, lúc nãy mình gặp mỗi chị thôi. Ở bên ngoài này thì là có một cái ao cá khá là đẹp. Đấy, xung quanh này nhà cửa cũng đông lắm các bạn ạ. Đẹp lắm. Ở đây thì tiện nước, nước lấy trên đồi cao và khá là mát. Chị đây, chị nuôi cá gì đấy? Cá bỗng và cá chấm à? Có con nào mấy cân chưa? Thế à? Cá bỗng ngon lắm nhỉ? Bỗng là đặc sản ở đây mà. Đấy, nhìn từ bên dưới này lên thì đây là cái cổng, cái cầu thang lên nhà các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lên bên trên nhà để khám phá. Vâng ạ, khám phá ngôi nhà sàn của chị rất là đẹp này. Cũng rất là tình cờ để quay cho các bạn thôi các bạn ạ. Đây, bước lên cái cổng, cái cầu thang lên của gia đình chị là người Tày đấy các bạn này. Thằng cụ, chào chú chưa?
Ấy nhà cái cầu thang lên của người Tày thường thường là khác với người Thái là nó hơi hẹp, hẹp hơn một chút. Người Thái thì làm chắc phải rộng gấp đôi gấp ba cái này đấy. Cái đặc điểm của cái cầu thang lên đấy các bạn ạ, cứ để ý xem. Đấy. Ô bên này có cái nón này đúng chuẩn của người Tày này. Thấy chưa? Các bạn thấy gặp cái này bao giờ chưa? Cái này bằng lá cọ nhá các bạn nhé. Ở đây các cụ người ta đan bằng tay đấy. Chính xác luôn, của người Tày đấy. Đây này. Bên dưới này người ta đan một cái lớp khuôn hình, người ta lập phủ cái mái à phủ cái lớp lá cọ lên bên trên. Là thành một cái nón. Cái nón này đội mát lắm các bạn ạ. Mát cực kỳ luôn. Rồi chúng ta lên nhà nhé. Cái nhà này thì vừa nãy thì chị cũng giới thiệu là có một số cái cột lý 8 cây. Đây này, hình như cây này cái cột lý các bạn này. Cột này là người ta gọi là thép sống đấy. Đây. Lìa máy vào trong nhà. Chị ơi em lên nhà quay nhá. Chị đang ở dưới bếp các bạn ạ. Bên này là bếp, tí nữa mình vào xem bếp sau, bây giờ mình xem trên nhà trước đã. Đây. Một cái bố cục của nhà sàn người Tày thì các bạn, mình cũng đã quay một số cái nhà sàn bê tông rồi thì các bạn có thể biết, nhưng mà đây là cái nhà sàn cổ, nhà sàn là bằng gỗ nhá. Cái đặc điểm đầu tiên thì các bạn nhìn thấy cái lớp sàn nhà đó là dùng bằng cái cây cái diễn đúng không? Đấy, mình còn quên cả tên cái này ấy. Cái này là đúng theo của rát sàn nhà của người xưa người Tày ấy. Người Tày thì thường thường làm cái rát lát sàn này bằng cái diễn này, bổ ra ngâm xuống dưới bùn ao. Đấy, xong vài năm sau mới nó chống được muối mọt rồi mình vớt lên, xong là bổ ra thành cái rát này. Nằm mát lắm các bạn ạ, nó mát, mát cực kỳ luôn. Tôi phải công nhận là cái rát nhà này nó mát, nhưng mà cái nhược điểm nếu mà mình nhìn nẹp nó không chặt ấy, đi nó hơi kêu. Đấy, nhưng cái này làm cũng khá là công phu, là đóng đinh khá chắc nên là đi êm lắm. Đấy. Tiếp tục thì lia máy lên bên trên nhà này. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái ngăn kéo mà để đồ đạc nhá. Khi mà kéo cái rèm ra thì chăn màn các thứ người ta bỏ bên trong này. Ở đây thì để một cái đệm, chắc là để ông bà ngủ đây à? Anh Mạnh. À anh Mạnh ngủ đây à? Anh Mạnh. Rồi. Hình như là bên này là chỗ tiếp khách uống nước ở đây. Là chỗ uống nước. À. À đây à. Chỗ mình đang đứng là chỗ uống nước cái gì? Chỗ này cái gì? Chỗ này. À uống nước kìa. Ngắm có cái tầm view ra ngoài cửa sổ như thế này các bạn ạ. Đó, đẹp. Còn bên đây là cái gian thờ. Gian thờ người Tày thì mình cũng đã giới thiệu khá là nhiều rồi đấy. Còn hai bên trong này là cái buồng ngủ. Đây là của hai bác đúng không? Bác Bá. Bác Bá. Còn dưới này. Dưới này của à của anh trai à? Ô ở đây anh chị thiết kế những cái ngăn tủ mà hay chưa? Cái ngăn tủ nha, nhìn bình thường thì nhìn như kiểu một cái bức tường, nhưng mà kéo ra thì nó lại là những cái ngăn tủ ở trong đấy đựng đồ đạc các thứ. Rất là nhiều. Đấy, khá là gọn mà một cái thiết kế khá là tinh xảo đấy. Hay. Công nhận. Đây này. Nhìn từ bên ngoài này vào các bạn chắc là không thể phát hiện được đây là cái ngăn tủ đúng không? Vào tận gần đây mới biết này. Đó. Còn đây là cái tủ tivi này. Đồ đạc âm thanh các thứ đây. Ô bên trên này nhà vẫn còn giữ được cái đèn măng sông này các bạn này. Ui cái nhà này làm chắc chắn lắm các bạn ạ. Đây này, lia máy lên mới biết là cái dui mè là bằng gỗ nhá. Bằng gỗ xẻ vuông nhá. Thế mình phóng to cho các bạn xem này, đây này. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Cái này thì chất chắc chắn đấy. Lợp cọ như này chắc phải được trên chục năm là cái chắc. Trên chục năm về độ tuổi thọ của cái cọ ấy các bạn ạ. Đây này, đây là bên trên nhà nhé. Có 8 cái cột gỗ lý. Những cái cột mà màu đen đen này là gỗ lý kìa. Còn những cái cột vàng này cũng là gỗ quý, hình như là sân thì phải. Đây.
hay là lý đấy. Mình không biết là lý, hình như là lý vàng này bạn. Có hai loại lý mà, lý đen và lý vàng ấy, đẹp chưa? Thật sự là một cái ngôi nhà như này là quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Ơ, sao có nhiều nỏ đây cô? Ông làm à? À đây. Ông có làm, hình như là làm để bán đấy các bạn ạ. Cho các bạn xem một chút, cái đây là cái nỏ của người Tày ấy. Bắn chim được không? Trúng không? Ừ. Đây này, cái nỏ của người Tày chuẩn ấy thì cái dây á. Cái dây người ta làm bằng cái cây, cái cây gì nhỉ? Cái cây làm, cái cây lá gai ấy, làm cái bánh gai đen ấy. Đấy, cái vỏ đấy, phơi khô rồi xong bắt đầu là tước từng ít và xoắn lại thành cái dây này. Rất là chắc luôn. Cánh nỏ thì bằng cây tre. Đẹp lắm. Rồi. Cu nhấc. Ờ, để đây tí chú cất cho. Bây giờ xuống xem cái này đã. Đây là cái không gian bếp các bạn nhé. Không gian bếp của người Tày thì cái này, cái phần đằng sau kia là chắc anh chị, cái phần đằng sau là chị mới làm ra đúng không? Ngày xưa là đúng là cái bếp của người Tày là bếp này đúng không? Tiếp đấy. Là cái gian này là ba gian. Vâng. Cắt đi một gian nối cái xây ra. À thì ạ. Trước là ngày này là ba gian, là có cả cái gian bếp kia nữa nhưng mà mới xây ra cái chỗ kia thôi đúng không? Đấy, đúng cái bếp của người Tày là đấy, người ta bắn ra một cái ba gian nhỏ. Vâng. Em ra đây ngó một tí nhá. Đây đằng này thì anh chị kiến thiết khá là ngăn nắp và gọn gàng các bạn ạ. Cái ngăn bếp này bố trí có bếp ga, bình ga, rồi là có bếp củi ở đấy luôn. Đó. Nhà vệ sinh ở đằng sau này hả chị? À, nhà vệ sinh ở đằng sau này luôn. Nhà tắm, nhà vệ sinh. Còn đằng bên này thì có thiết kế một cái phòng khép kín. Khá là đẹp nhỉ? Ui, có sập đẹp thế. Phòng này thiết kế cho ông bà nghỉ ngơi tại đây các bạn ạ. Để nó yên tĩnh một chút đấy. Phòng khép kín nhá. Rất là đẹp luôn. Ừ, nhà vệ sinh, phòng tắm ở đấy đúng không? Đẹp thật đấy. Ok, chúng ta đã tham quan hết, khám phá hết cái nhà sàn của người Tày ở đây rồi. Quá đẹp luôn đúng không các bạn? Đấy, vừa rồi thì mình đã đưa các bạn đi tham quan và khám phá những cái nét đặc trưng của cái khu vực bản làng người Tày này rồi. Khu vực mình ghi hình này đó là khu vực của xã Lâm Thượng của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái các bạn ạ. Nếu mà các bạn lên đây thì có thể trải nghiệm được là đi chơi, tham quan những cái khu vực làng bản của người Tày, thăm những cái nét đặc trưng văn hóa của người Tày, cùng thưởng thức những món đặc sản ở trên này. Trên này đặc sản có những cái đặc trưng này, ví dụ là một là măng mai đấy, hai là vịt bầu Lâm Thượng, và ba là cá bỗng. Đấy là những cái món đặc trưng rất là đặc sản ngon ở trên nổi tiếng ở trên Yên Bái này các bạn nhé. Ok, và video mình cũng có lẽ là xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị các bạn trong những video lần sau. Nếu bạn thấy hay, thấy thú vị thì hãy ủng hộ mình bằng một sub và like, chia sẻ video để các bạn có thể tới đây để chiêm ngưỡng cái bản làng và cái nét đặc trưng của người Tày này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video lần sau.